ơi, hiện tại tại shop Hero đang bán gối ôm hình Simi Sikute nè, ship lâu dâu, tan 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 tan. Dừng khoảng chừng là 3 giây, hình như là có thêm cả Sami cái bập Việt Quốc Sikute nữa nha cả nhà. Và mỗi sản phẩm sẽ có giá là 149k. Và sắp tới sẽ ra các phiên bản của các thành viên Hero Team khác nữa đó. Đừng quên truy cập ngay shop hero.vn để mua gối của Hero Team nhé. Và các bạn có thể tới ngay tại shop để mua, và mình sẽ để địa chỉ tại đây nha. Nhớ tới mua nha. Hello, chào mọi người, mình là Simi đây. Và chào các bạn trở lại với Tuka Live cùng với mèo Simi. Và khoan, từ Joe Tomate. Hôm nay mình có một vị khách mời rất là đặc biệt, đó chính là Memo. Trời ơi, mấy bữa nay quay clip mà quên Memo luôn mọi người. Memo, bây giờ Memo chào mọi người nào. Memo đang chào mọi người nè. Ok, nói chung là bây giờ chúng ta đã có bé mưa ngoài đời và bé mưa trong game luôn đấy. Thì các bạn thấy bé mưa ngoài đời với bé mưa trong game cái nào dễ thương hơn? Nhưng mà riêng mình cái đặc dễ thương hết. Ok. À đúng rồi, trước khi bắt đầu video này thì Sim sẽ có một thông báo nhỏ trong những video sắp tới Toka của Sim. Nói chung để cảm ơn các bạn fan thì sẽ nhớ này. Trong mỗi video Toka của mình, Sim sẽ tạo một nhân vật do chính các bạn gọi là bình luận phía dưới. Ví dụ như cái bình luận này đi ha. Đó, chị Sim tạo nhân vật cho em được không ạ? À? Bé là nữ, đó, với icon trái tim bông hoa và cái nơ màu hồng. Tức là bé này muốn tạo gọi là một cái nhân vật màu hồng đúng không? Và bạn này có thách mình là kiếm được thật nhiều kim cương. Đấy, các bạn đừng quên bình luận tên nhân vật các bạn muốn tạo và bình luận icon. Và đừng quên bình luận thử thách. Mình sẽ chọn rất một trong nhiều bình luận đấy để có thể tạo nhân vật và thực hiện thử thách nè. Ok, bây giờ coi như bé này là người xung phong đầu tiên đi ha. Tôi sẽ tạo trước. Đừng quên bình luận phía dưới yêu cầu nha. Cái hình đầu tiên đó chính là màu tóc, còn hình số 2 và hình số 3 sẽ là yêu cầu trang phục. Đấy, ok. Và đừng quên bình luận thử thách ở phía dưới nữa nha. Chứ đừng bình luận mỗi nhân vật mà không bình luận thử thách nha, là Sim không có nhận đâu đó. Ok, được rồi, và chúng ta sẽ cùng bắt đầu thử thách tiếp theo. Thách chị 24 giờ làm trẻ con khoảng 2-3 tuổi sống với ba mẹ của chị Sami khoảng 5-6 tuổi đi ạ. Em cảm ơn chị đã nhận thử thách này nha. Chà, bây giờ mình cũng chưa tạo nhân vật ba mẹ của Sami ấy mọi người. Trời ơi, giờ sao ra. Thôi, nói chung là chị cảm ơn thử thách của bé nha. Nhưng mà chị sẽ làm ngược một xíu, đó chính là biến tất cả thành viên của Hero Team trở thành em bé. Đó, như thế nào ta? Được rồi, bây giờ ta sẽ cùng biến thử nha. 3, 2, 1, pew. Ui, wow, trời ơi, các bạn ơi, các bạn nhìn kìa, tất cả thành viên của Hero Team đã biến thành em bé rồi nè. Ờ, mà khoan, từ tính ra là nếu mà mọi người biến thành em bé thì tôi cũng phải biến thành em bé chứ, sao tôi vẫn to thù lù như heo vậy? Ủa gì vậy? Hả? Ủa gì vậy? Từ mấy trời ơi, nó ghê vậy? Ôi, chết rồi các bạn ơi, mình quên mất, chứ mọi người biến thành em bé, mọi người sẽ rất là dễ khóc. Thôi mà, đánh đi nè. Thôi, để chị Sim dỗ bé nha. Đừng khóc nữa. Chết rồi, giờ sao đây? Ui, mấy bé không có chịu nín các bạn ơi. Trời ơi, giờ sao giờ? Rồi, mấy bé à. À, đúng rồi, đồ chơi. Được rồi, mấy em ngồi đây nha. Đây. Được rồi, mấy em ngồi đây nha. Để chị Sim lấy đồ chơi cho mấy em nha. Đợi xíu nha. Trời, cái gì chơi? Đồ chơi. Ok. Được rồi. Đây, chị Sim. Đưa cho mấy bé đồ chơi nha. Trời ơi, tự nhiên tôi thành mẹ vậy. Đây. Đừng có khóc nha. Trời ơi, sweet chết các bạn ơi. Đúng là những em bé rất thích đồ chơi mọi người. Chà, có vẻ tất cả thành viên Hero Team đang rất là vui vẻ mọi người. Mố không dám làm thử thách biến Hero Team thành em bé đâu nha. Rồi, thử thách tiếp theo. Chị Sim ơi, để chụp hình thì chị qua khu nhà có hình ông Cụ Hành. Đi qua bên đấy thấy máy chụp hình, máy nha, phải máy cho bé. Để tạo nhân vật vào máy đó rồi bấm nút hình máy ảnh là chụp được hình à. Gì? Khu nhà có ông hình Cụ Hành.
khu nhà có mình Củ Hành. Trời ơi, ở trong Toka có nhân vật nào Củ Hành hả? Sao tôi không biết ta? Rồi tôi kiếm thử coi ha. Rồi nhà nhân vật hình Củ Hành đó, Củ Hành của tỏi rồi đó các bạn. À, đây không có giống cái nào là Củ Hành của tỏi hết trơn á. Để mình coi coi. Hiện tại là mình thấy ở giữa nó khá là giống Củ Hành, nhưng mà mình không có vào được. Còn cái nhà duy nhất mình không biết đây có phải là Củ Hành không nữa. Mình thấy nó thôi cứ đi vào thử ha. Rồi bây giờ qua bên phải sẽ thấy cái chỗ chụp hình này, không biết bé này có lừa mình không. Rồi Simi và bé Mưa đã có mặt tại cái tiệm mà Củ Hành. Mình thấy cái nhân vật này giống nhân vật Củ Hành, cũng giống giống bánh bao, cũng giống các bạn ơi. Rồi cái chỗ chụp hình đúng không, là cái chỗ nào ta? Khoan. Ui tôi thấy chỗ này có cái biểu tượng hình máy ảnh mọi người. Có cái nào đây chỗ chụp hình không ta? Đúng rồi nè. Hiểu rồi. Chụp hình đúng không? Rồi đây hai chị em vô. Đó, rồi chụp hình với bạn. Nhưng mà trước hết chụp hình phải cười dễ thương xíu mọi người. Ok rồi, cười nha bé Mưa, cười nha. Trời ơi dễ thương quá trời các bạn ơi. Bé Mưa này mọi người. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng đổi background rồi coi, đổi cái hình nền nữa coi. Hình nền màu xanh này cũng đẹp nhưng mà nó chìm quá, nó không nhìn rõ hai chị em mình. Màu này cũng được nhưng mà hay là mình lấy cái hình trắng đi cho đẹp. Rồi chụp hình nè, 2, 3 cười. Wow trời các bạn ơi, nhìn nè, đây là hình mình cùng với bé Mưa nè. Wow, bé Mưa thấy sao bé Mưa? Trời các bạn ơi, bé Mưa thích quá trời của đất luôn. Ok nhất định chị Sim sẽ gọi là dán cái tấm hình này lên nhà mình mới được đấy, quá đẹp luôn. Ok cảm ơn bé đã hướng dẫn chị Sim nha, cảm ơn bé rất là nhiều, thank you. Chị ơi làm thử thách bé Mưa yêu cầu gì trong Toka chị phải nghe theo, mong chị rap. Cái gì bé Mưa yêu cầu là mình phải làm theo luôn hả? Gì trời. Thôi được rồi bé Mưa à, hiện tại em đang ở trong video của chị, bây giờ em muốn chị làm gì nè, chị sẽ làm theo y chang như yêu cầu luôn. Bé Mưa anh nói đi. Gì? Em muốn chị làm gì thật luôn hả? Cái gì vậy bé Mưa, em yêu cầu chị cái gì vậy? Trời ơi bé Mưa muốn tôi mắc cỡ tới chết luôn các bạn ơi. Nhưng mà chị không làm được không? Trời lắc dễ sợ luôn, lắc mệt, lắc tới bến luôn các bạn ơi. Là em muốn chị làm đúng không? Rồi ok, chị sẽ là yêu cầu của em nha. Vì em đó. Trời nhỏ dễ thương. Ok bạn, bé Mưa muốn mình nhảy gì ta? Nhảy một điệu nào đấy thật là mắc cười nhất có thể trên video này. Trời ơi. Tôi thương người ta gì đó mà người ta không thương tôi. Thôi được rồi, nhảy đúng không? Nói chung là vì bạn fan yêu cầu vì em đó bé Mưa à. Rồi, xin mời editor hãy zoom vào màn hình của mình rõ à. Ladies and gentlemen, hôm nay chúng ta sẽ nhảy một điều nhảy. Mình không biết có thể thấy hết màn hình được không nữa, nhưng mà ok. Sao mình mặc cái bộ đồ nó không liên quan ta. Nhảy đúng không? Ok, chúng ta sẽ bắt đầu nhảy nha. Ok, editor hãy ghép nhạc gì đó cho nó sôi động xíu nha. Ok, 3, 2, 1, go! Ok các bạn, chúng ta đã hoàn thành xong thử thách nhảy một cái điều nhảy gì đó. Mình cũng không biết nó là cái gì nữa. Không biết editor sẽ edit nó như thế nào đây. Nhưng mà mãi yêu editor. Yes. Thôi trời ơi tôi sợ quá. Thôi tôi không biết đó nha. Ok. Báo quá trời báo em ơi. Em mát cái chị quá đó. Chị ơi, ở chỗ nhà kho có một cái cống nhỏ. Ở trong đó có bé cún siêu cute và viên kim cương màu vàng. Cái gì? Viên kim cương màu vàng mà còn có cả bé cún siêu cute luôn hả? Thiệt không vậy? Hết. Trời ơi, nè, đi liền bé Mơ, đi với chị liền. Trời ơi, nghe mà có kim cương mà có bé cún nữa hả? Thiệt không vậy? Tôi cũng nghe này nhiều lắm á mà không biết mấy bạn này có nói đúng không nữa. Nhưng mà để sim xác thật thử nha. Đó, cho mấy bạn chơi Toka thử coi. Gì? Nhà kho hả? Theo mình biết là nhà kho thì đấy có phải là nhà kho vậy các bạn? Đấy có phải nhà kho vậy?
không biết nha, nhưng mà thôi cứ test thử ha. Mình không biết đây là nhà kho có phải không, bởi vì đây là một cái xó mọi người. Chà, nó bận bận như ngày nào. Trời ơi, đúng là ông chủ xấu tính mọi người. Cái ống cống nhỏ. Ống cống nhỏ hả? Đây phải ống cống nhỏ không? Đây là cái ống đúng không? Mình cứ thử ha. Rồi, không phải rồi, không phải. Rồi, ống cống, cái này là cái ống thông hơi, không phải. À, ống cống nhỏ. Ồ. Ý em là bé này đúng không? Đúng không? Đây là bé cún nhỏ đúng không? Đúng không ta? Mà cái này có kim cương màu vàng đâu. Cái này là bé chuột không bữa. Chào cậu, cô gái. Ủa, khoan, sao giờ cậu tóc xanh lè vậy? Hả? Ủa? Còn cô bé này ai vậy? Chà, nhìn cô te dữ ta. À, chào bạn chuột nha, xin giới thiệu bạn chuột. Cái bé mà đầu trắng trắng cu te này đó chính là bé mơ của tôi. Đó nha, ta bé mơ nè. Đấy, nói chung là tôi qua đây đi kiếm một số thứ với thực hiện yêu cầu của fan. À, yêu cầu của fan hả? Chà, hay dữ ta. Ủa, mà cho tôi đi cùng giấy thầu được không? Tôi còn muốn thực hiện yêu cầu của fan nữa. À thôi, cậu cứ ở đây đi nha. Nói chung là tôi muốn đi quanh quanh một xíu à. Thôi, cậu cứ ở đó nha. Chắc không phải đâu. Trời ơi, làm sao phải được. Mình nghĩ nhìn nhận người này không thân thiện lắm nha. Mình nghĩ mình không nên đụng vào người họ các bạn ạ. Tôi không thấy gì hết trơn nha. Tôi không thấy gì hết trơn nha. Không thấy nha. Trời ơi, đúng là mặt ba người ác như nhau mà. Xấu tính. Có phải không ta? Để coi. Một cái cống nhỏ. Đúng không ta? Ê, mình nghĩ có khi là cái cống đấy thật á mọi người. Có khi ý bé này là có một bé cún nhỏ siêu cu te. Có khi nào là cái này không ta? Trời ơi, cái này có đúng không vậy? Bé ơi, nếu mà là chỗ này thì có gì bé bình luận cho chị xin biết nha. Chứ chỗ này không có kim cương màu vàng rồi. Trời ơi, tiếc quá. Ok, không sao, cả ông bé là bình luận thử thách cho chị xin nha. Rồi, thử thách tiếp theo, let's go. Tầng 3 trên cùng của chỗ chị mới xây sẽ có kim cương theo những hướng dẫn của em. Trời, nghe nó ghê gớm chưa? Rồi, bước 1, chị lướt sâu qua bên trái và thấy cái cầu tuột dưa hấu. Rồi, bước 2, bấm vào những cái hột trên cầu tuột. Thứ 3, kim cương sẽ xuất hiện. Trời, cái gì? Cái nhà mình mới xây. Theo mình biết, cái nhà mình mới xây đó chính là một cái công viên giải trí. Đó, nó có 3 tầng. Đây, cái này đúng không? Ý bé là cái này đúng không? Rồi, chị Sim làm thử nha. Rồi, cái gì mà kích vô cái cầu tuột đúng không? Đúng. Rồi, cầu tuột, đây, cầu tuột dưa hấu. Mình không biết có đúng không? Rồi, bấm vào những cái hột trên cầu tuột. Cái hột, hột là cái nào? Ý bé là cái này hả? Đúng không? Chị Sim kích thử ha. Hột. Đúng không? Sao chị Sim kích vô không được gì ta? Hột. Một cầu tuột, khoan, cầu tuột dưa hấu. Từ. Cầu tuột cái này hay là cái kia vậy? Mình không biết nha. Cái nào vậy? Mình kích à? Ui. Trời ơi, đẹp dữ trời. À, cái này bong bóng mấy bạn ơi, không phải. Cái này bong bóng. Trời ơi, bên trái thấy một cầu tuột dưa hấu. Đây, mình thấy cái cầu tuột dưa hấu nè. Rồi bấm những cái hột trên cái cầu tuột. Cái này cũng giống nha. Rồi mình bấm thử nha. Wow, kim cương màu xanh. Trời ơi các bạn ơi, kim cương màu xanh nè. Kim cương chị ca mui. Trời ơi. Oh my god. Wow, cảm ơn bé nha. Nói chung là cái kim cương này là một cái kim rất là bí mật. Đấy, nên ok, cậu ông bé đã giúp chị sưu tầm cái viên kim cương này nha. Trời ơi, mấy bé định dễ sợ. Ok, rồi chúng ta sẽ tới với thử thách tiếp theo. Let's go. Thử thách cuối cùng trong video này đó chính là thách chị làm mèo CV lớn lên trong tô ca. Mèo CV lớn lên sao? Tức là từ em bé rồi lớp 1, lớp 2 rồi lớn lên rồi cưới rồi sinh con đúng không? Yeah. Nghe có vẻ khó khăn ta. Nhưng không sao, ai chứ Simi vẫn có thể làm được nha. Ok, bắt đầu thử thách, let's go. Như thế mọi người, đây chính là em bé mèo Simi mới sinh ra. Thì nếu các bạn thắc mắc tại sao mình chỉ có một cọng tóc, bởi vì mới sinh ra mà làm sao có nhiều tóc được đúng không? Nên mới sinh ra chúng ta chỉ có lưa thưa mấy cọng tóc thôi. Đấy, không biết mèo Simi lúc học cấp 1, cấp 2 thì sẽ như thế nào nha. Cùng khám phá tự xem nha. Check. Thank you.
Và đây chính là mèo Simi hồi học lớp 1 nè. Trời ơi, nhìn dễ thương quá. Nói chung là lớp 1 của tôi thì phải gọi là đầu thì phải cài rất là nhiều, gọi là kẹp và có rất nhiều cài, và mặc một cái áo rất là cute đấy. Ok, chúng ta sẽ cho mèo Simi lớn lên học cấp 2, cấp 3 thì sẽ như thế nào nha. Chắc cũng khá là lớn rồi đó. Simi lúc lớn lên và cũng khá là giống hiện tại mọi người đó. Hiện tại mình đang tóc ngắn nè và còn rất là trẻ trung. Đấy, nói chung là cái này vẫn còn trẻ trâu, vẫn còn thích đi chơi đó mọi người đấy. Và chuyện gì xảy ra nếu mèo Simi trưởng thành? Tức là có cưới nhau rồi đó, xong là có con luôn đó. Đó là cái thời đấy thì không biết mình sẽ như thế nào ta. Cùng xem thử ha. Vậy thì mọi người, đây chính là mèo Simi phiên bản trưởng thành. Mình nghĩ chắc cỡ này mình phải cỡ 30 tuổi mọi người đó. Cũng hơi già già đó, nhưng mà chưa già quá. Đấy, nói chung là nếu mà sau này thì mình cũng không biết rồi. Nhưng mà nếu mà mình cưới và có con thì mình sẽ gì ta, để tóc dài ra mọi người cho nó nhìn thước tha mọi người. Không biết các bạn thấy sao, đỡ đừng có bị lỗi phi cho em biết nha. Và đây sẽ là giai đoạn cuối cùng của mình trong quá trình lớn lên. Mèo Simi 70 tuổi. Wow, let's go. Không thể nào quên được cái sự ăn chơi của mình. Đấy là nhuộm một cọng tóc lai xanh đó mọi người. Không biết là về già mình có nhuộm không? Chắc mình nghĩ mình không nhuộm đâu. Mình chỉ dán cái tóc giả lên thôi đó. Chứ già là đầu yếu rồi các bạn ơi đó. Đấy, nói chung là đây là nhân vật của mình lúc mà 70 tuổi đó. Đó, trời ơi, cái tuổi rất là gì ta. Giờ cái tuổi mà già dặn mà đầm đầm xuống mọi người đó. Cái váy nó phải váy bông đó mọi người. Nó mới hợp với lứa tuổi đúng không? Đấy. Ok các bạn, chắc video từ từ bây giờ biến hình lại đi. Thì chân nhìn này nó không quen. Đấy biến hình. Ok bạn, video Toka của mình như này thôi. Thì các bạn thấy như thế nào? Các bạn cũng đừng quên bình luận phía dưới biết nha. Và các bạn có thử thách gì đừng quên bình luận phía dưới. À và đặc biệt các bạn cũng đừng quên bình luận yêu cầu tạo nhân vật trong thời gian Toka nha. Mình sẽ thực hiện yêu cầu của bạn thì sao, đúng không nào? Lỡ bạn là người may mắn sao, đúng không nào? Còn bây giờ tạm biệt mọi người, bye bye.